Cảm ơn em. Vì có em tới đây, nếu không có em, chắc anh sẽ chết vì cô đơn. Mới tới hả Sơn? Dạ, em mới tới. Cây kẹp của em tối qua. Cảm ơn anh. Anh ăn sáng chưa? Gần đây có chỗ bán hủ tiếu ngon lắm. Em mua cho anh nha. Anh ăn rồi. Thơm mà. Tối hôm qua không phải là anh. Anh đừng có suy nghĩ nhiều. Anh không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đâu. Anh xin lỗi Thơm. Lẽ ra anh nên tỉnh táo. Anh không nên uống quá nhiều rượu như vậy. Em thích anh. Em thích anh qua những câu chuyện của chị Ba Lành. Rồi khi gặp anh, chứng kiến anh yêu thương gia đình của mình như thế nào, em rất là ấm áp. Ở bên anh, em rất là hạnh phúc. Và anh cũng là người đầu tiên cho em cảm giác được sống trọn vẹn và được yêu. Em chỉ mong anh đừng có coi thường em nha. Sao lại coi thường em được chứ? Anh không bao giờ coi thường em đâu. Thôi mà, từ bây giờ anh sẽ lo cho em. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh muốn từ hôm nay em sẽ thật hạnh phúc. Anh muốn em hãy quên hết những ngày tháng tuổi nhục của em. Em sẽ là thành viên trong gia đình nhỏ bé của anh.
Em có đồng ý không? Dạ. Em rất hạnh phúc. Lâu nay em đã xem gia đình của anh là gia đình thứ hai của em rồi. Em mồ côi mà. Anh đừng thương hại em nha. Tội em lắm. Từ cổ máy em cũng chịu. Em không có sợ gì hết. Nhưng mà em sợ lòng người thay đổi thôi. Anh sẽ không bao giờ thay đổi. Đã đến lúc anh lo cho em. Anh cần hơi ấm của một gia đình. Anh còn biết sống vô cuộc đời rồi sẽ đổ xuống anh như thế nào. Ngày mai cơ hội làm lại cuộc đời có đến với anh lần nữa hay không? Nhưng đối với anh, gia đình là tất cả. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình. Mình sẽ hạnh phúc. Mình sẽ thật vui. Mình sẽ bình an mãi mãi nha anh. Thơm nè, nó cũng e thèn gật đầu rồi. Hai đứa nó đã quyết định thành vợ thành chồng. Vậy là tốt quá rồi. Vậy là má đã thanh thản được phần nào. Má, thằng Sơn nó làm thợ mộc cũng khá lắm. Còn Thơm sẽ tiếp tục phụ con bán trái cây. Cuộc sống như vậy là quá đủ với hai đứa nó rồi. Bây giờ má chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, để mà còn bồng cháu nội nữa chứ. Con nói phải. Hai đứa tụi nó phải sanh cho má một đứa cháu nội, để má thấy vui vẻ tuổi già. Với lại ba con, ông mong có cháu nội trai lắm. Hơn nữa má đang mong mau khỏi bệnh. Má muốn vào chùa xin tu tập. Chỉ có như vậy má không còn ái nái với những chuyện má đã gây ra. Cuộc đời má đã sai nhiều rồi. Nằm đây mới thấy là mình đã gây ra nhiều chuyện sai quá. Bây giờ nói ra biết làm sao mà sửa. Ông trời trừng phạt má, cho nên bây giờ má mới nằm một chỗ như vậy nè. Má, má đừng có nghĩ như vậy mà. Em vô đi. Dạ. Dạ con thưa má. Chị ba, bắt đầu từ ngày hôm nay, gia đình mình chính thức có thêm thành viên mới. Đó chính là Thơm, vợ của con. Dạ. Con thưa má. Chị ba. Sao, khỏe chưa? Chúc mừng mày đã quay lại với nhóm. Tao đang cần mày làm cho tao chuyến hàng quan trọng sắp tới. Anh Bảy, tôi đến đây để xin anh cho tôi dừng tại đây. Là sao? Tôi muốn nghỉ. Có nghĩa là mày muốn rút ra khỏi nhóm. Tại sao vậy? Tôi không còn sức khỏe. Nhưng mà mày vẫn còn cái đầu và kinh nghiệm của mày. Cái đó tao mới cần. Anh Bảy à, anh đừng làm khó tôi. Tôi cũng đã đem nhiều tiền và củ cải về cho anh rồi.
Tôi bây giờ không muốn mày nói chuyện bẻ khóa, đột nhập vào nhà người ta, cướp của giết người nữa. Ban đầu tôi về nhóm của anh để ăn trộm những tụi nhà giàu, bởi vì tôi ghét tụi nhà giàu. Của cải tôi có thể lấy được, nhưng thật không ngờ chúng ta có thể ra tay những người vô tội. Tôi mệt mỏi lắm rồi, hàng đêm tôi không ngủ được, tôi sống mà thao thức suốt đời. Anh Bảy, anh cầm dao kết liễu cuộc đời tôi đi. Còn nếu như anh cho tôi sống, thì sau khi tôi bước ra khỏi căn nhà này, tôi không còn là Sơn Khóa nữa. Tôi và anh không còn mối liên hệ nào nữa. Đường ai nấy đi. Bây giờ tôi ngồi đây trước mặt anh, anh muốn xử sao xử đi, anh cứ xử tôi đi anh Bảy. Tôi biết luật giang hồ mà. Sơn à, mày đã từng biết tao rất trọng dụng mày, hơn những thằng đàn em thân cận nhất của tao. Tôi biết. Ai đã từng bảo vệ mạng sống cho mày? Là tao. Tôi cũng biết, nhưng chuyện tại miếu nổi, chắc chắn trong nhóm có người muốn xử tôi. Sao mày nghĩ anh em đối xử với mày tệ như vậy? Xử mày được cái gì hả? Giang hồ mà, ghét nhau cũng xử, tranh giành quyền lợi cũng xử, chướng tay gài mắt cũng xử, giăng mắt cũng xử. Cũng có thể anh chia cho tôi nhiều phần hơn người khác, hoặc ai đó muốn mượn tay tôi để chơi thằng tài miếu nổi. Ở trong tù tôi được học bài học, ra giang hồ coi chừng bị người ta ganh ghét, ra chiêu mượn tay giết người, quả là không sai. Tôi hỏi anh, cái nhà mà tôi đột nhập vào cướp và thằng Vũ cắt cổ người ta chết là của ai, là địa bàn nào? Anh biết đó là nhà của ai đúng không? Đúng không? Là nhà của ba thằng tài miếu nổi. Đây là tất cả giấy tờ và chìa khóa. Con cố gắng bán sớm cho bà. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng bán để cho ông trừ nợ. Mà ngôi nhà này có án mạng nên khó bán lắm. Ông cũng hay thiệt, cho con nhỏ này đứng tên nhà, ông cũng lợi hại lắm. Thôi con à, đừng nhắc chuyện này nữa. Sắp tới ba cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ba nữa. Ai, ai đã chỉ cho tôi căn nhà đó? Là anh. Và nó cũng ở địa bàn của thằng tài miếu nổi. Anh mượn tay tôi để giết nó, nhưng anh không ngờ là nó cũng mạnh quá. Anh có biết vì chuyện này mà tôi mất ngủ, tôi bị khủng hoảng như thế nào không? Tôi không còn tin anh nữa, không còn tin thằng Hổ thằng Lửa nữa. Và cũng phải có thằng đã cung cấp nơi tôi ở để cho tụi nó truy sát tôi, thằng Vũ và con Lam xong. Lẽ ra tôi phải nên trả thù những người gài bẫy tôi, và anh cũng không còn có thể ngồi ở đây. Mày nói gì? Mày chán sống hả mày? Đó. Nhưng tôi không phải là kẻ giết người, tôi không phải là kẻ máu lạnh như các người, nhất là thằng Vũ.
một thằng bạn đáng thương của tôi. Tôi không có máu lạnh nên tôi biết tôi phải rời khỏi nơi này. Không hôm nay thì chắc chắn ngày mai tôi cũng sẽ chết. Mà không biết vì sao tôi chết. Tất cả những gì cần nói tôi cũng đã nói hết. Nếu anh muốn xử, anh xử tôi đi. Nếu như anh không xử tôi thì tôi đi. Đi đâu? Lửa. Mày vẫn biết một điều, theo luật giang hồ, mày chắc chắn không dễ dàng ra đi như vậy. Vì mày biết quá rõ ràng tao là ai. Mày nên nhớ mày nợ tao một mạng. Khi nào tao muốn lấy, tao sẽ lấy. Được. Thằng Sơn này nợ anh một mạng, chúng ta đừng ai nấy đi. Sơn, nói thì phải giữ lời đó. Mày nói được thì phải làm được. Lũ hả? Mày nói với thằng Vũ vậy còn làm. Lo biến lẹ đi, thằng Sơn nó xin rút rồi đó. Anh Bảy, thằng Vũ thấy ghét nhưng em thấy nó máu lạnh đó, phù hợp cho đi bảo vệ mấy chuyến hàng heroin của năm xe Ben. Hy sinh nó tao không có tiếc cái gì cả, nhưng phải tìm mọi cách dằn mặt nó. Miễn sao tụi bay và nó kiếm nhiều tiền cho tao. Tao đang dốc sức hết cho chuyến hàng sắp tới và rất cần những thằng liều mạng như nó. Tụi bay hiểu chưa? Thằng này không chỉ có máu liều mà nó còn có máu điên nữa. Tự nhiên khi không, nó làm mọi chuyện rối tung lên, làm liên lụy tới tôi và Lam nữa. Mày nghiện quá rồi đó. Có đi ăn cướp cũng không có lũ tiền mua thuốc đâu. Tao nói cho mày nghe, anh Bảy là gia đình cho tao, cho mày với con Lam đi chỗ khác ở. Mà lý do vì sao tự mày biết rồi. Thằng Sơn với mày là bạn, nó ly rồi thì mắc mớ gì anh Bảy bảo bọc mày tránh lượt công an. Tao không báo thì không ai biết mày ở đây hết. Tôi biết. A Lũ, đợi thằng này mang ơn anh. Nhưng tôi xin anh đừng có đuổi tôi với Lam. Đợi khi nào anh Bảy ngu giận, tôi sẽ về xin anh Bảy. Trước tiên là mày phải dặn xếp cái chuyện mày với Hổ Dương Lễ cho lẹp. Mày nên nhớ, bây giờ mày không có thằng Sơn bảo vệ cho mày. Từ trước tới giờ mày chỉ là cái bóng của thằng Sơn. Mày không có giỏi bằng nó. Tao không có tin mày làm được chuyện lớn. Tao biết không phải là mày sợ, nhưng mà mày chưa đủ bản lĩnh và không biết cách làm. Thằng Sơn khóa nó hơn mày cái lầu, còn mày không hơn lực nó cái gì hết. Nếu mày không chứng minh được mày đem nhiều tiền về cho anh Bảy thì tao buộc lòng phải theo lệnh anh Bảy thôi. Lũi mày với con Lam đi chỗ khác. Anh em mình sống với nhau cạn tình cạn nghĩa, mày là có giận tao. Lôi thẳng ra cho dễ xử, giang hồ là vậy đó. Mẹ mày còn dám giác xác tới đây nữa hả? Mày muốn gì? Nói. Tao muốn làm đàn em của tụi bay. Cái gì? Mày nói cái gì? Tao muốn làm đàn em của tụi bay. Mày với thằng Sơn vốn tự tôn tự tác được mà, không cần đến tao, tụi mày vẫn có thể bước chân ra giang hồ được. Vậy thì việc gì phải đến đây làm đàn em của tụi tao hả? Lần này tao đến gặp tụi bay là có thành ý thật lòng, muốn tụi bay xin anh Bảy cho tao làm đàn em. Tao có thể làm đàn em của mày hay là thằng Lửa cũng được. Ồ,
Bình tĩnh nghe nó nói cái đã. Nói đi mày. Mày cũng biết rồi đó, xưa nãy tao không ưa mày với thằng Sơn. Mày cũng biết chứ không phải không biết. Mày á đã từng chơi hai đứa tao rất nhiều vố. Tụi tao chưa tính sổ với mày, vậy mà hôm nay mày dám giác xác tới đây xin làm đàn em của hai đứa tụi tao. Công nhận mày cũng gan và lì lợm lắm. Hôm nay tao đến đây gặp tụi bay là cũng biết tụi bay muốn gì. Tụi bay muốn làm gì tao cũng được. Nhưng mà tính thằng Vũ này rất thẳng thắn. Tao nói thẳng với tụi bay, tao có khả năng kiếm tiền gì cho tụi bay. Tụi bay biết khả năng của tao rồi đó. Những gì muốn nói tao đã nói hết. Còn nếu như tụi bay vẫn chấp nhất chuyện cũ, tao sẵn sàng quỳ đây để xin lỗi tụi bay nếu như tụi bay muốn. Quỳ xuống đi thằng con chó. Quỳ xuống mày. Quỳ. Không cần đâu. Thôi được rồi, nếu mà mày thật lòng á muốn làm chung với tụi tao thì mày phải thể hiện lòng thành của mày đi. Bây giờ mày phải đi xử một thằng cho anh Bảy. Tao đảm bảo với mày, xử xong mày sẽ lên số. Xử ai? Tài miếu nổi. Mày sợ rồi phải không? Tao nói thiệt với mày, thằng Sơn nó còn trần mặt thằng Tài, nó chỉ là mày. Nhưng mà địa bàn của nó rất là ngon ăn, có rất nhiều nhà hàng, khách sạn, karaoke. Nhưng bây giờ mày xử được thằng Tài thì băng đảng của tụi nó như là rắn mất đầu. Tao không sợ thằng Tài, tại tao có thù với nó muốn trả lâu rồi. Nhưng mà làm sao tiếp cận được thằng Tài? Chuyện đó thì tùy mày. Mày phải thể hiện cái trí thông minh của mày chứ. Nếu mà thật sự muốn về làm với tụi tao á thì mày phải thể hiện cái bản lĩnh của mày. Mày nổi tiếng là máu lạnh mà, không lẽ mày không xử được nó, đúng không? Thằng Hổ nó yêu cầu anh như vậy á, chắc chắn là nó đang tìm cách chơi anh rồi. Anh phải cân nhắc cho thiệt kỹ. Bây giờ nó có thử thách anh như vậy, anh cũng phải làm thôi. Đã nói là phải làm, không làm để nó khinh hả? Em khuyên anh á, cái nào đáng làm thì hãy làm, nguy hiểm á thì mình dừng lại. Anh nghĩ đi, anh làm sao xử được thằng Tài? Chuyện đó không cần em phải nhắc. Anh đã từng thấy tụi thằng Tài nó mạnh như thế nào. Do đó anh chỉ có thể xử nó khi nó đi một mình. Chỉ cần làm gọn gàng một chút là được. Không phải lúc nào hành động của anh cũng may mắn. Anh chưa ra tay á thì thằng Tài nó đã giết anh rồi. Sao nãy giờ anh nói em không có hiểu hả? Việc anh làm, anh nhắm được thì anh mới làm. Em không giúp được thì thôi, em đừng có xen vô kiểu đó nữa. Anh nói cho em biết, nếu như anh không làm được thì chỗ ở của anh với em sẽ không còn. Lúc đó mình bị đạp ra ngoài đường, không có tiền ăn, chứ đừng nói chỉ là chỗ ở. Em nhìn anh cái gì? À, hay là em còn tình cảm với thằng Tài Mỹ Nội hả? Anh nói cho em biết, lần này anh mà không làm, bẫy đá sao cho thằng Hổ với thằng Lửa xử anh với em đó. Anh đúng là ngang ngược mà. Em không nói chuyện với anh nữa. Kệ anh. Lâm, nghe anh nói nè. Lâm, em không muốn tranh cãi với anh nữa. Lâm, em có thể vũ thằng Tài Miếu Nổi ra cho anh xử nó không? Không phải em cũng căm ghét nó mà. Nó từng truy sát em như một con chó em không nhớ hả? Nhưng bây giờ em không muốn trả thù, vì đã có anh ở bên em. Anh không có hề nghĩ tới tương lai hay là cảm giác lo sợ của em, có đúng không? Anh Vũ, anh bỏ cái ý nghĩ điên cuồng đó đi. Không được, anh bây giờ không còn con đường nào để đi nữa.
em không thể hiểu đâu. Anh Sơn đó, anh tự bỏ được đó, ảnh vẫn còn con đường để đi đó. Để anh coi nó đi được bao nhiêu bước. Nhưng mà anh khác nó, con đường anh đi anh không thể quay lại đâu. Mà nếu có quay lại hay không thì anh cũng sẽ chết. Bẫy đá sẽ là người đẩy anh ra đường. Và cả em nữa, mình sẽ ở đâu bây giờ? Ai sẽ bao bọc và che chở cho tụi mình khi mình là tội phạm? Bây giờ mình đang rất an toàn là do bao bọc của hắn, em quên rồi hả? Nhưng mà mình giết Tài Miếu Nổi là một điều không thể. Anh đâu nói với em là anh sẽ giết nó. Đập cho nó chấn thương sọ não là được rồi. Anh Dũng, em cũng căm thù hắn. Nhưng mà thôi được rồi, nếu em không chịu làm thì anh có cách này. Nhưng em phải giúp tìm hiểu cho anh. Tìm hiểu chuyện gì? Anh cần biết nó hay đi qua các con đường nào. Anh cần hai đoạn đường dẫn. Em biết anh định làm gì. Anh có đủ sức không? Hụt là chết đó. Em yên tâm đi, anh sẽ thắng nó. Cách này vừa đánh lừa được công an, vừa có tiền, vừa làm cho nó bán sống bán chết. Đây là một con đường sống duy nhất để cho em rửa hận. Và anh cũng chứng minh được với bầy đá khả năng của anh. Tất cả đều nằm trong phán đoán của tao hết. Tao biết ngay, thằng Vũ chắc chắn á sẽ gặp tụi bay. Em theo lệnh của đại ca, khích nó, xử thằng Tài Miếu Nổi, không biết sẽ ra sao. Nhưng mà em sợ nó làm không xong chuyện này rồi bể chuyện. Nó đâu có võ gì đâu anh. Đơn giản một điều thôi, tao chỉ cần biết một trong hai thằng nó nếu xui xẻo biến là được. Còn điều quan trọng, tao muốn thằng Tài Miếu Nổi phải chết, lúc đó tao mới hạ giận. Còn thằng Sơn Khoa, anh để nó ngang nhiên rút chân ra như vậy sao? Nếu là thằng khác, anh đã xử nó lâu rồi. Em thấy cái thằng Sơn Khoa này nó biết quá nhiều chuyện. Anh có cần em khóa miệng nó vĩnh viễn không? Hoặc là hăm dọa nó, đuổi nó ra khỏi nhà giống như thằng Vũ? Cái thằng Sơn đó hả? Nó đang còn thiếu tao một mạng. Đừng có dội, sẽ có lúc tao cần tới cái mạng của nó đó. Chắc chắn một điều, nó phải trả lại cho tao cả gốc lẫn lời. Bữa nay cô giảng bài hai con có hiểu không? Dạ hiểu. Không hiểu có chuyện hỏi cô nha. Dạ. Ừ. Giỏi. Dạ chào cô. Con chào cô ba. Hai đứa. Hôm nay á, cô này dạy thế cho thầy Thành á. Ủa, vậy thầy Thành đâu rồi cô? Hôm nay á, mẹ thầy Thành đã bị bệnh, thầy Thành phải ở nhà chăm sóc cho mẹ. Bữa nay em lên lớp dạy thế cho thầy Thành. Dạ, vậy hả cô? Dạ. Dạ vậy cô ơi, cô có biết địa chỉ nhà thầy Thành đâu không cô? Dạ biết chứ. Vậy cô có thể cho tôi biết số địa chỉ nhà của thầy Thành được không cô? Dạ được mà. Nè, mấy con ở nhà ăn cơm ngoan nha. Dạ. Má đi công chuyện chút, ăn xong á rồi học bài nghe không? Dạ. Không có được chạy lung tung ngoài đường đâu đó. Dạ. Ở nhà coi chừng nhà giùm má đó. Dạ. Chị ba. Em mới về hả? Dạ. Chị có nấu canh chua với lại xíu mại ngon lắm, chút nữa bới cơm ăn ngang. Dạ. Chà, hôm nay đi đâu mà đẹp dữ vậy? Chị đi công chuyện chút xíu. Thôi má đi ngang. Dạ. Chị đi ngang.
Nè, vừa bưởi. Dạ. Dạ. Má con đi đâu vậy? Hình như á, má con qua nhà thầy Thành á. Đúng rồi đó Út. Nhà thầy Thành. Dạ. Chi vậy? Má thầy Thành bị bệnh á. Cô Lanh ngồi đi. Dạ. Tôi có ít trái cây với lại sữa biếu cho bác. Cảm ơn cô. Mời cô uống nước. Dạ cảm ơn thầy. Mẹ tôi chắc còn đang ngủ trong đó. Tôi có nói chuyện với cô giáo trên trường nên biết nhà thầy ở đây. Tôi nghe mẹ thầy bị bệnh. Nhà thầy thì lại đơn chiếc. Tôi đến xem coi có giúp đỡ gì không. Cô đừng quá lo nhiều cho tôi như vậy. Từ trước tới giờ một mình tôi làm được hết mà cô. Thầy đã giúp cho tụi nhỏ được học hành tử tế mà thầy lại không có lấy tiền. Bây giờ mẹ thầy bị bệnh, không lẽ tôi lại ngó lơ. Cô Lành đừng khách sáo như vậy. Cô làm như vậy tôi cảm thấy áy náy lắm. Thầy mà không cho tôi giúp, người áy náy là tôi chứ không phải là thầy. Thầy à, thầy hãy để cho tôi phụ giúp bác gái nha. Dù sao tôi cũng là phụ nữ, dễ công chuyện hơn. Dù sao tôi cũng đã tới đây rồi, thầy cũng nên cho tôi được vào thăm bác. Thành ơi. Dạ. Bác đã dậy rồi hả? Mẹ tôi dậy rồi đó. Vậy tôi vào thăm bác nha. Cháo rượu uống thuốc nha mẹ. Thầy để tôi. Dạ. Cảm ơn cô. Cô nhớ sau khi cho mẹ tôi ăn cháo thì cô cho uống thuốc nha. Thuốc tôi để trên đó đó. Dạ tôi nhớ rồi. Thầy có đi làm gì á thì đi làm đi. Bác đây á để tôi chăm sóc cho. Bác cảm ơn con. Bác phiền con nhiều rồi. Bác đừng có nói như vậy. Thầy Thành cũng đã giúp đỡ cho con rất là nhiều. Bây giờ khi biết mẹ thầy bị bệnh, đương nhiên con phải giúp thầy chứ. Thành Thành vậy mà nó cũng biết chăm sóc bác. Trước giờ bác bệnh, một tay nó lo chứ ai. Thưa ba, con mới đi học về, con qua thăm nội nha ba. Dạ. Nội ơi. Thưa nội, con mới đi học về. Dạ con chào cô. Cô chào con. Đây là cô Lành, bạn của ba con. Đây là thằng Việt, con của thằng Thành đó. Dạ. Con của cô là học trò của ba con. Dạ. Nội. Nội hết cảm chưa nội? Nội hết ho chưa? Nội khỏe rồi. Hôm nay con đi học có ngoan không? Dạ có. Nhờ ba chỉ con làm bài tập mà con được 10 điểm luôn á. Cháu của nội ngoan quá. Con phải ráng học giỏi cho ba con vui nha. Dạ. Cô biết không? Nó được 12 tuổi rồi đó. Dạ. Đang được học lớp bồi dưỡng toán ở trên quận. Con trai thầy Thành cũng lớn quá hả bác? Nhìn cháu nó thông minh và ngoan quá. Nó giống y chang như cha nó. Nó học giỏi lắm. Nhà chỉ có hai cha con với bác á. Nhưng mà dây cũng vui. Thôi con đi tắm rửa đi rồi còn ăn cơm. Dạ. Thưa cô con đi. Thank you.
không biết tôi có sống tới ngày cháu nội tôi thành tài không. Già rồi, chỉ mong có sức khỏe, cuộc sống bình an. Chỉ mong cho thằng Thành với con trai nó hạnh phúc. Chứ mẹ nó bạc lắm, mẹ nó đi lấy chồng khác. Bác à, bác không nên suy nghĩ nhiều. Bác đang bệnh, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bác thấy cha con nó thui thủi mà bác buồn. Cái ngày bác bị đột quỵ vậy mà giờ thằng Thành nó nỡ lòng nào bỏ đi biệt. Đã 5 năm rồi. Không ngờ nó quá tệ. Bác à, nó bỏ con đi theo người ta. Bác đừng có khóc nữa. Bác đừng có khóc nữa. Bác mà khóc, con khóc theo bác bây giờ. Thầy Thành mà thấy sẽ la con là để cho bác khóc á. Bác đừng có khóc nữa nghe bác. La sao được mà la. Bác buồn phải để cho bác khóc chứ. Bác à, thôi bác nín đi. Sau này á, con sẽ dành nhiều thời gian con qua để nói chuyện và chăm sóc bác. Bác đừng có khóc nữa, bác đừng có buồn nữa nha. Ờ, thầy đang làm gì vậy? Tôi đang nấu cơm cho thằng Việt. Một lát nữa tôi sẽ nấu cháo cho mẹ. Vậy thầy để tôi phụ thầy nha. Cảm ơn cô. Cái gì vậy? Đại ca, đại ca, em đụng đứa nhỏ rồi đại ca. Cái mẹ nó, đường này chắn mà, mày chạy luôn đi. Không được đại ca ơi, đụng người bỏ chạy là tội lớn đại ca, công an điều tra ra đó. Vậy mày xuống dưới mày coi nó bị cái gì rồi. Dạ đại ca. Hả? Em có sao không em? Em ơi. Hả? Đại ca, nó bị hộc máu rồi đại ca. Giờ sao đại ca? Em ơi, có sao không em? Em ơi, giờ sao đại ca? Mày lo cho nó đi, tao có gì phải đi gấp rồi. Dạ em biết rồi đại ca. Em ơi. Em ra ngoài đi, có gì anh gọi. Alo, tôi nghe. Alo, anh hả? Ờ. Đại ca bị đánh nặng lắm, đang nằm trong bệnh viện đó anh. Cái gì? Ai dám đánh anh Tài? Em không biết, nhưng
nhưng mà em nghĩ đây chắc chắn là vụ dàn cảnh cướp để giết anh Tài đó anh. Bây giờ tình trạng anh Tài sao rồi? Đang trong phòng cấp cứu đó anh. Anh vô lẹ đi. Tao biết rồi, mày ở đó với anh Tài đi, tao vô liền. Công an đang điều tra hiện trường, họ không bỏ qua chuyện này đâu. Em không biết trả lời về công ty đâu nha anh. Tao biết rồi. Nè, công an có hỏi thì mày cứ nói là anh Tài bị ăn cướp nghe chưa? Dạ dạ. Đừng nói chuyện dàn cảnh gì hết. Công an mà điều tra ra là chết chụp cả đám đúng. Vậy đi, tao vô liền. Dạ dạ, anh vô liền anh. Mẹ nó. Mà anh, mình làm vậy có ác quá không? Ác cái gì? Em không nhớ thằng Tài mới nổi truy sát bao nhiêu lần hả? Nhưng mà... Không có nhưng gì hết á. Nè, em cất cái này đi. Anh, anh không sợ bẫy đá hả? Sợ cái gì? Anh đã cất thì cất đi. Để anh vô rửa mặt thay đồ. Đi coi. Dạ. Bữa nay mày làm tốt lắm. Nhí. Dạ. Qua đây. Cầm số tiền này, đi đâu đó làm lại cuộc đời đi. Nhưng mà sao nhiều quá vậy chị? Tao đưa thì mày cứ cầm đi. Mày ở đây á, trước sau gì công an cũng điều tra, biết được chuyện này rồi sẽ lần ra những chuyện khác nữa. Mày lánh đi đâu càng xa càng tốt. Đừng có trở về đây nữa. Đi thật xa, đi liền nghe chưa? À, nhưng mà còn anh chị thì sao? Nhưng cái gì? Tao nói đi thì đi đi. Cuộc đời của tao đã không còn lối thoát. Nhưng mày thì khác. Mày còn tương lai phía trước. Mày khác với tao. Mày còn đường lui. Nhưng tao thì không. Mày mà theo anh Vũ với tao á, thì đời mày sẽ tàn trong ngõ hẹp đó. Mày đi nhanh đi. Phải đi thật xa. Và nhớ, làm lại cuộc đời nghe chưa? Về phòng chị... gom đồ đi liền ngay lập tức. Nhưng mà không có như vậy gì nữa. Đi 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 chị... đi. Thằng Nhí nó về phòng rồi ha em. Em đã cho nó một mớ tiền, em kêu nó trốn đi rồi. Tại sao vậy? Thằng tài xế chắc chắn đã nhìn thấy mặt nó rồi. Thế nào cũng lần ra nó mà tìm ra được tụi mình. Nhưng mà em để nó đi như vậy, lỡ công an bắt được nó thì sao? Chính vì vậy em mới kêu nó đi ngay lập tức. Thôi được rồi, em đi tắm đi. Tài miếu nổi, mày cũng có ngày hôm nay. Anh Bảy, em nghĩ anh không nên đeo chiếc nhẫn đó, xui lắm đó. Đúng đó anh Bảy, thằng Tài nó đang hạng xui lắm.
tao cần gì mấy cái chó này. Bán đi. Dạ. Sao anh Bảy? Anh còn muốn đuổi tôi với Lam trong ngoài đường nữa không anh Bảy? Bảy, làm sao mà anh đuổi được? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Giỏi lắm. Rót cho tao ly trà coi. Nhanh lên. Đưa đây. Chúc mừng thằng em chứ. Uống đi. Ừ. Dạ. Cảm ơn bảy. Ừ. Còn hai thằng bay á, chuẩn bị đặt một cái nhà hàng, phòng VIP, ăn mừng cái vụ này. Tụi bay biết chưa? Bắt đầu kể từ ngày mai sẽ không còn công ty tài chính thần tài và ngay cả thằng tài miếu nổi nữa. Giỏi lắm, giỏi lắm. Ê, mày đứng lại. Cái này mày làm phải không? Tao không có làm. Vị giang hồ tụi mày đừng tới tìm tao. Tao đã rút khỏi rồi. Nếu như mày không tin, mày có thể hỏi bằng mày đã để xác minh. Tao sẽ xác minh. Nếu như tao biết thật sự là mày đang nói dối tao, thì tao sẽ đốt nhà của mày và xử luôn con nhỏ kia. Mày nhớ đó. Đi tụi mày. Anh Sơn, tại sao giang hồ tới tìm anh vậy anh Sơn? Có chuyện gì hả? Kể cho em nghe đi anh. Anh Sơn à, nói với em đi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì phải không anh? Sao anh không nói gì hết? Nói cho em biết đi, có chuyện gì vậy? Anh Sơn. Em bình tĩnh nghe anh nói. Anh không phải là một công nhân thợ mộc bình thường. Trước khi đến với em, anh là một thằng giang hồ. Giang hồ hả? Giang hồ. Nhưng mà tại sao, tại sao tụi nó lại tới tìm anh vậy? Có phải anh có ân oán gì với tụi nó hả? Tụi nó tìm anh vì muốn anh quay lại băng nhóm của tụi nó. Nhưng anh đã quyết định giải nghệ, nên anh không muốn cho em và ba Lạnh và má biết. Anh sợ mọi người phải lo lắng cho anh. Trời, trời đất ơi. Anh Sơn ơi, giang hồ là một nơi nguy hiểm. Sao anh lại? Hơn ngày hết, anh hiểu. Và anh đã nói rút chân ra khỏi băng nhóm. Anh hứa, và anh nhất định phải làm được. Anh Sơn à, cuộc sống cho dù có khó khăn tới đâu, em vẫn sẽ cùng anh chịu khổ. Khổ mấy em cũng chịu được hết á. Nhà mình có cháo, có rau ăn rau. Kể từ ngày hôm nay, anh không cần phải mạo hiểm để lo cho em với gia đình nữa đâu. Nhưng mà anh Sơn à, Anh có từng phạm tội gì chưa?
đã ra giang hồ thì làm sao mà tránh khỏi chuyện phạm tội hay em. Nhưng em đừng lo, anh chưa từng giết ai hết. Hãy tin anh đi, anh không phải là kẻ sát nhân. Anh Sơn à, anh mà có chuyện gì em biết phải sống sao đây anh. Anh cảm ơn em, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh lúc này. Em sợ lắm anh ơi. Máu lạnh, tao phải có máu lạnh, tao phải có anh máu Vũ. Lạnh, tao phải có máu lạnh, anh Vũ, tao phải có máu lạnh. Sao anh ấy lại lo sợ? Ai hiện về trong giấc mơ mà nhắc anh ấy, khiến anh ấy hoảng sợ và hung ác như vậy? Cứ kiểu này, nếu anh bị thần kinh, liệu mình có an toàn không? Tôi nấu cho bác nồi cháo mới xong rồi à, khi nào bác dậy á, thầy hâm lại rồi cho bác ăn giùm tôi. Cảm ơn cô nhiều. Tôi xin phép thầy, tôi về. Chào thầy. Cô Lành à? Tôi xin lỗi cô. Cô ở lại chơi thêm một chút xíu được không cô? Nha cô. Cảm ơn cô Lành nhiều lắm. Có mặt cô trong ngôi nhà này, tự nhiên ngôi nhà trở nên ấm áp lắm. Tôi nói thiệt lòng đó, mẹ tôi rất là xúc động. Cô Lành đã gieo yêu thương vô ngôi nhà này. Ở Cù Lao tôi có câu á, cho đi yêu thương thì không bao giờ mất. Chính vì vậy mà quê Cù Lao của tôi không có yêu thương á thì rất là khó sống. Bởi vì nghèo nên bị người giàu khinh, bị thấp cổ bé miệng
Lên Sài Gòn, những tưởng cô đơn, nhưng mà không ngờ tôi lại may mắn được biết thầy. Chính nhờ thầy mà con tôi, cháu tôi được học hành tử tế. Tôi và gia đình cũng không biết nói sao cho hết lời cảm ơn thầy. Cô Lành đừng cảm ơn tôi như vậy. Thật ra hôm nay tôi học được rất nhiều điều ở cô. Nhìn cảnh cô chăm sóc cho mẹ tôi cảm thấy mình còn vụng về lắm. Cô Lành à, cô có thể cho tôi cơ hội được quan tâm và chia sẻ với cô những buồn vui trong cuộc sống được không cô? Thầy ơi, tôi nghèo lắm. Tội nghiệp tôi. Làm sao tôi dám giới tới? Sao anh chưa ngủ nữa? Anh suy nghĩ chuyện gì hả? Mỗi lần anh im lặng như vậy em thấy lo lắm. Có chuyện gì anh kể cho em nghe được không? Từ nhỏ anh đã thấy thích Phương. Còn em thì em thích nắng. Dù cho mưa có đẹp đến đâu đi nữa thì em cũng thích nắng. Mưa buồn lắm, thật là thảm hại nếu mà mưa ngập trong những căn nhà ọp ẹp. Nắng dù có gắt đến đâu đi nữa thì cũng sẽ hết nắng, nhưng có những cơn mưa sẽ không bao giờ tạnh. Chỉ có mưa bão thì mới mưa mấy ngày mấy đêm. Anh biết sắp tới sẽ có bão, nhưng anh không sợ bão đâu. Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã xác định Vũ ở cùng khách sạn với cô Lam. Chúng tôi đang cho xác minh thân thế của cô Lam và chủ khách sạn là A Lũ về phía công an phường báo cáo. A Lũ chưa có trong hồ sơ đen, nhưng là A Lũ lại không báo cho công an phường biết trong sở lưu trú của khách sạn có Vũ và Lam. Đây là vấn đề. Chúng ta phải tìm xem mối quan hệ giữa Vũ với A Lũ. Tôi nghĩ đây không phải là một chuyên án để tìm ra vài tên siêu trộm, mà tôi phán đoán có thể là một băng nhóm tội phạm có quy mô lớn. Chúng là xã hội đen kiểu mới với vỏ bọc kinh doanh đàng hoàng. Có lần chúng tôi giả dạng để vào trong khách sạn tìm hiểu, nhưng chúng tôi không vào được. Xin đội trưởng cho phép chúng tôi giả làm khách vào bên trong đó để xem khách sạn có cửa bí mật ở phía sau hay không. Vì Vũ thường hay vào đó nghỉ cùng cô Lam, nhưng biết đâu đêm khuya thì lẻn ra ngoài hoặc là đi đâu đó. Hiện trinh sát của chúng tôi không thể nào theo sát được, bởi vì khách sạn của A Lũ
có sân vườn quá rộng. Chúng tôi theo sát hổ và lửa, nhưng chưa thấy hành động nào khả nghi. Chúng chỉ đi đến nhà của ông chủ bẫy đá, lên sưởng mộc và sau đó là đi nhậu. Báo cáo đội trưởng, Sơn Khóa đã không còn đi làm ở xưởng gỗ và cũng không còn liên lạc với tên Vũ và chủ của hắn là bẫy đá nữa. Nhưng có một chuyện là sau khi Tài Miếu Nổi bị cướp thì đàn em của Tài Miếu Nổi có đến sạp trái cây để hỏi về chuyện của Sơn, nhưng mà không có xô xát. Sau đó thì bỏ đi kèm theo những lời hăm dọa. Tôi có nghe là Sơn đã rút chân ra khỏi giang hồ. Như vậy, trước đó Sơn đã từng làm việc ở trong giang hồ. Nhưng mà làm gì thì chúng ta lại chưa có bằng chứng để bắt Sơn. Tôi sẽ trình bày với lãnh đạo triển khai một chuyên án với quy mô rộng lớn, cùng với sự phối hợp với nhiều đơn vị. Chúng ta đang đối phó với một băng nhóm xã hội đen tầm cỡ. Đầu sỏ là ai? Chúng có bao nhiêu tên? Chân rết vươn tới tận đâu? Bây giờ các đồng chí phải hết sức cẩn thận. Nếu chỉ bắt bọn siêu trộm và bọn ra tay máu lạnh thì chúng ta sẽ làm cho băng đảng này nghi ngờ và chúng sẽ xóa hết những chứng cứ. Chúng ta sẽ đánh mất cơ hội triệt phá được tổ chức xã hội đen quy mô này. Các đồng chí phải tuyệt đối giữ bí mật, tránh bứt dây động rừng. Mình phải làm gì đó cho tụi nó sợ mình, chứng minh số má cho tụi nó thấy, cho thằng Hổ và thằng Lửa mới nể mình. Đúng như thằng Lẹ từng dạy ngó nghe cho mình, nhưng không phải nhanh là đủ, mà phải tàn bạo thì mới thắng được kẻ khác. Không thì suốt đời chỉ làm bọn tay sai mà thôi. Từ trước tới giờ mày chỉ là cái bóng của thằng Sơn. Mày không có giỏi bằng nó. Tao không tin là mày làm được chuyện lớn. Tụi mày chỉ biết tao là Vũ Điên. Kể từ bây giờ tao sẽ là Vũ Điên. Anh chọn đường này hả? Ừ, anh đã tính kỹ lắm rồi. Đoạn đường này rất là vắng, không có đèn đường. Với lại thứ hai, có nhiều nơi ăn nắp dễ tẩu thoát. Anh đang muốn ăn hàng nào? Cướp nào cũng là cướp. Đã vậy, mình phải chọn chiếc SH cho nó đáng. Nhiều khi trong cướp chiếc SH còn có nhiều đồ giá trị hơn là chiếc xe. Anh đem theo mấy này làm gì vậy? Em đã nói với anh rồi, em chỉ muốn cướp của thôi chứ không có giết người vô tội. Anh biết rồi, mấy cái này chỉ để hù người ta thôi, không có hung khí làm sao người ta sợ. Em yên tâm đi. Bây giờ á, em ra đầu đường cảnh giới cho anh. Khi nào có con mồi thì gọi điện cho anh biết. Nhớ, phải là con mồi đi xe SH mà đi một mình. Nữ thì càng tốt. Sau đó em đi theo con mồi cảnh giới cho anh, nhưng phải giữ một khoảng cách an toàn, đừng để bị phát hiện. Em biết rồi. Đi đi. À mà nè Lâm. Hả? Nghe anh dặn nè, nếu có chuyện gì thì em cứ chạy trước đi, đừng lo cho anh. Còn anh? Anh không sao đâu. Em đừng có lo. Em đi đi. Anh cẩn thận. Ừ. Anh Vũ, anh coi đi nè. Anh ơi, giờ sao vậy anh? Tôi chờ đến cuối cùng thì cũng có bài đăng. Anh đi đâu vậy? Không phải chuyện của cô, đừng có nhiều lời. Anh đừng có đi gặp thằng Hổ nữa. Anh đừng có đi gặp tụi nó, nguy hiểm lắm. Cô biết gì mà nói. Bộ cô muốn tôi là con rùa rút đầu suốt đời hay sao? Hả? Ý em không phải như vậy. Em không muốn anh đi theo con đường đó nữa đâu. Tàn nhẫn lắm, kinh khủng lắm. Hơn nữa, thằng Hổ sẽ về chuyện này mà nó không tin tưởng anh nữa đâu. Anh nghe em đi, anh đừng có tin lời bọn giang hồ nữa. Cô đừng có dạy đời tôi. Đã có quá nhiều thằng dạy đời tôi rồi.
Bây giờ là đến lúc thằng Vũ này giải đời là tụi nó. Cô cứ ở nhà đi, miễn sao tụi mang tiền về cho cô là được rồi. Anh Vũ, anh đừng có đi anh Vũ. Em xin anh đó, anh đừng có đi. Anh đừng có làm những chuyện như vậy nữa. Mình làm lại từ đầu đi anh. Mình đi chỗ khác sống đi. Em không cần tiền, em không có ăn xài gì nữa hết đó. Anh đừng chém người và cướp của nữa. Em xin anh đó. Anh Vũ. Sao mà nhức đầu quá vậy? Cô buông ra đi. Anh Vũ, buông anh ra, đừng đi. Buông ra đi. Lâm. Lâm. Em đau quá. Lâm ơi. Lâm. 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 Em đau quá. Em đau. Đau. Sao vậy? Lâm. 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 Em có sao không Lâm? Lâm. 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 Lâm ơi. Lâm. Anh Vũ, em đã mất tất cả. Em đã không giữ được đứa con của mình. Mất đứa con rồi. Có lẽ là quả báo cho những sai trái mà em đã gây ra trong thời gian qua. Hơn nữa, cuộc sống hiện tại với anh đã khiến cho em cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Em cần một thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về bản thân mình. Anh đừng đi tìm em nữa. Và em cũng hy vọng đừng ai đi tìm em nữa. Anh hãy dừng lại đi. Anh và em đã đi quá xa rồi. Anh đừng phạm sai lầm nữa. Anh dừng lại đi. Mình đi xa lắm rồi anh ơi. Em yêu anh, nhưng anh đã thay đổi thành một con người khác. Em không thể cùng anh sống trong khói thuốc, trong sự ám ảnh của tội lỗi. Em sợ lắm. Bây giờ em lại tiếp tục hành trình của kẻ chạy trốn. Đừng tìm em. Anh sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa đâu. Em mong anh hãy dừng lại. Hãy dừng lại nghe anh. Thank you.
mất đứa con rồi. Có lẽ là quả báo cho những sai trái mà em đã gây ra trong thời gian qua. Anh không thể trở lại đâu. Anh là kẻ giết người. Bây giờ có dừng lại anh cũng bị án tử hình thôi Lam à. Anh đã từng giết tôi. Anh đã từng giết người. Tại em không biết đó thôi. Không bao giờ có chuyện dừng lại nữa. Ngoài đi. Mày coi này đi. Chắc mày nghe vụ chặt tay cướp bách hát rồi đúng không? Tao làm. Đúng là thằng Vũ Điên chứ không phải Vũ Điếm. Tao nói cho mày biết, bây giờ không có chuyện gì mà tao không dám làm. Tao sẽ kiếm thật nhiều tiền về cho tụi bay. Nhưng ngược lại, tụi bay phải bảo vệ cho tao. Nè, tao muốn hỏi mày một chuyện. Mày ra tay máu lạnh như vậy, mày không sợ gì hả? Sợ hả? Sợ chứ. Tao sợ chứ. Nhưng tao sợ cái cảnh lên cơn mà không có thuốc hơn. Tao cần tiền và cần thuốc. Có thuốc cho mày đây. Nè, tao là một thằng nói biết giữ lời. Được, từ bây giờ mày sẽ là đàn em của tao. Vậy thì bây giờ mày muốn tao làm cái gì? Ăn hàng ở đâu? Vụ này không phải ăn hàng mà đi nhận hàng. Nhận hàng? Ừ. Vụ gì? Anh Bảy, mình đang đi đâu vậy anh Bảy? Biên giới. Biên giới hả? Sao đi xa vậy? Bộ có mối nào sọp hả anh? Ừ, sọp lắm. Mày sợ hả? Thank you.
Tôi nghe đây. Dạ báo cáo đội trưởng, xe của bọn bảy đá đang tiến về biên giới bảy núi, đang chuẩn bị đến ranh giới giữa chúng ta và nước bạn. Trên xe có bảy đá, hổ và vũ. Xin được lệnh là có tiếp tục theo dõi hay không? Cứ tiếp tục theo dõi, cẩn thận, tránh để bọn chúng phát hiện. Rõ. Theo ý kiến của đội trưởng thì bọn chúng đi biên giới để làm gì? Chẳng lẽ rảnh rỗi qua Campuchia để đánh bài? Tôi không nghĩ vậy. Bọn chúng xuống biên giới Campuchia chắc chắn là phải có mục đích. Ê, mình đi đâu vậy mày? Đi đón một em. Em nào? Em Trắng. Em gái hả? Trời ơi, đi giải trí vậy mà sáng giờ không nói, làm tò mò chết à. Cứ từ từ đi, khi còn sống cứ từ từ. Em nghe nè anh Năm. Tụi bay tới đâu rồi? Dạ tụi em tới điểm đón hàng rồi, anh yên tâm đi. Chuyến hàng này tao đã gom hết tài sản của tao vào trong đó rồi đó nghe. Dạ. Nhưng mà ông Trọng có chắc ăn không anh? Chắc như bắp. Chỉ lo là tụi bay không áp tải tới nơi tới chốn thôi. Ngày mai hàng về em sẽ báo cho anh biết. Khuya nay tí thẹo với ông Trọng mới qua bên biên giới. Ngày mai tụi bay không biết là tụi bay vào tới mức nào đâu. Thôi nghe. Dạ. Cứ việc thư giãn đi. Đêm nay nhiều việc lắm đó. Thư giãn đi mày. Biết rồi. Alo tôi nghe. Dạ báo cáo. Chúng đã dừng xe lại trước quán cà phê ở khu vực gần biên giới. Bảy đá có điện thoại với một ai đó. Và bây giờ chúng đang ngồi chờ một điều gì đó, hay chờ một ai đó. Cứ tiếp tục theo dõi. Có thể đêm nay chúng sẽ đột nhập vào một nơi nào đó hoặc cướp của giết người. Phải hết sức thận trọng. Chúng tôi sẽ báo với công an tỉnh An Giang phối hợp tăng cường cho các đồng chí. Rõ. Đồng chí Trinh, thông báo cho các đồng chí ở tỉnh An Giang phối hợp hỗ trợ cho các trinh sát của mình. Dạ rõ. Cảnh sát. Dạ. Má mày cướp hàng của tao, tao bắn chết mẹ mày. Bắn chết mẹ nó. Tôi đâu liên quan gì đâu. Đâu biết cái hàng gì đâu. Mày còn nói tao bắt sao? Đừng bắt tao hả? Tôi là thuê thôi mà. Hàng đâu? Hàng dưới ghế.
Liên hệ? Đám liên hệ hả? Nói đi. Cái gì? Mày nói đi. Còn mẹ nó, thằng chó nào dám cướp hàng của tao? Nó là đám liên hệ. Chúng nó là trùm mafia ở biên giới. Chúng nó mạnh lắm. Anh biết tụi nó. Tụi nó còn có súng AK nữa. Bây giờ mày nhào vô là ăn đạn chết đó anh Bảy. Mẹ nó, mấy chục tỷ của tao đó. Mày cứ vô la đi, coi nó động tĩnh như thế nào. Nhưng mình phải làm thật nhanh, nếu không tụi nó sẽ tẩu tán hết. Nè, tìm cách quan sát, vẽ sơ đồ nhà, chụp lại căn nhà đó. Hàng gì tới mấy chục tỷ rồi. Chụp luôn cái ổ khóa nhà đó đi. Và những cái gì mà canh phòng xung quanh nhà nó, mày chụp hết lại cho tao. Cho đàn em canh chừng bằng mọi giá, không cho tụi nó chuyển hàng đi. Dạ, em biết rồi anh Bảy. Chuyện gì vậy anh Bảy? Hàng của mình bị cướp hết rồi. Cướp? Tao nghe nè. Anh Năm hả? Hàng của mình bị cướp hết rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Hàng bị cướp là sao? Thằng Tí Thẹo, nó nói là thằng Liên Khẹt là mafia ở biên giới, nó ra tay cướp hàng của mình đó. Em nghĩ Liên Khẹt bên kia mối lái, chắc chắn có đứa phản bội anh. Mẹ nó, đồ khốn nạn. Số hàng cám nhiều quá nên tụi nó mới làm phản. Mất hết là cám, tôi đợi hết cả lũ. Biết bao nhiêu vốn liếng tao đổ hết vào chuyến hàng mày biết không? 100 bánh mày biết giá trị của nó là bao nhiêu không? Nè, bằng bất cứ giá nào, chi thêm bao nhiêu tiền cho tụi bay tao cũng chi. Thuê thêm sát thủ, lấy hàng lại bằng được cho tao. Bằng mọi giá, sống chết gì cũng phải cướp lại. Mẹ tụi bay, tụi bay là ăn cướp mà để người ta cướp làm sao? Nè, anh đừng có nói nữa có được không? Tụi đang điên đây nè. Tất cả mọi chuyện để tôi lo cho. Lên xe. Dạ. Ba mình đang làm gì vậy? Ba buông heroin. Trời ơi. Alo, tôi nghe. Báo cáo trung tá, xe bãi đá đã quay lại. Thấy có vẻ bãi đá tức giận lắm. Chưa biết xe bãi đá về đâu. Tôi phán đoán có lẽ đêm nay bọn chúng đã không thực hiện được ý đồ gì đó. Các đồng chí hãy rút về theo bọn chúng. Cẩn thận, cứ tiếp tục theo dõi và không để cho bọn chúng phát hiện. Rõ chưa? Rõ. Ủa, ba mới về hả? Ba mới về con. Ấy, ba bị gì vậy? Ba không bị gì đâu. Ba không bị gì đâu. Sao bị bầm dữ vậy? Đi con lấy dầu sức cho ba. Thôi thôi, không sao đâu. Trời ơi, ba làm gì mà bị bầm dữ gì vậy ba? Thôi. Có sao không ba? Ba không có sao đâu, thôi. Ba nói với con ba đi miền Tây mấy ngày ba mới về mà. Sao ba về sớm vậy? Ba đừng nói với con là ba về xe trong đêm nha.
nguy hiểm lắm nghe ba. Thì ba đi miền Tây, ba gặp mấy người bạn cũ, có uống một chút, ba cũng hơi say, rồi trời mưa trơn trợt cho nên ba mới té, rồi ba đập vô cây thôi chứ không sao con. Sao có chuyện gì ba không điện cho con? Mà bữa giờ con thấy ba sao sao á nghe, con hỏi gì á ba cũng không trả lời, mà ba cứ lặng lẽ đi đâu hoài hả? Ba có chuyện gì giấu con phải không? Không có. Ủa, ba nói là ba trượt chân mà sao quần áo ba không dính sình gì trơn vậy? Không có, ba trợt nhưng mà ba vịn lại được cái cây rồi nó đập cái này vô trong cái cây thôi chứ không có gì đâu con. Dạ. Thôi mà con đừng suy nghĩ lung tung nữa mà, ba già rồi đâu ai làm gì ba nữa đâu. Ba chỉ muốn đi đây đi đó cho nó khuây khỏa thoải mái thôi. Thôi để ba vô ba nghỉ ngơi một cái, ba mệt quá. Chắc chắn là ba đang giấu mình chuyện gì. Thực ra là chuyện gì vậy ta? Thằng Liên Khẹt, nó thuê bọn cướp biên giới ra tay cướp. Nó muốn ném đá dấu tay. Mẹ nó, chó nó dám chơi tao. Nhà của nó là gần biên giới, lại kiên cố, lại có đàn em bảo vệ nữa. Vô đấu súng với nó hả? Cả đám chưa tới cửa, chết hết rồi. Đúng đó anh Bảy, phen này lành ít dữ nhiều. Có cỡ nào thì thằng Sơn Khóa cũng bẻ nổi. Sơn Khóa? Đúng đó anh Bảy. Anh còn nhớ vụ thằng Tam Mặt Quỷ không? Thằng Sơn lập kế hoạch với thằng Vũ, nó làm tốt lắm. Thì ra vụ Tam Mặt Quỷ là do tụi mày sắp xếp hết. Tụi bay dám cho người cướp là số hàng. Chó, dám cho nào hả? Nè Vũ, bỏ dao xuống. Bỏ xuống. Mày làm gì nóng như chó vậy? Hả? Có phải là tao ra lệnh đâu? Là chú Năm với anh Bảy ra lệnh cho tao xử tụi bay. Mẹ mày thằng chó, bữa trước tao xém mất mạng. Tao nói cho mày biết, hôm nay tao nể mặt anh Bảy, tao không cắt cái cổ chó của mày. Bây giờ cùng một băng nhóm rồi, lèm bẻm gì nữa? Giang hồ là vậy đó, trước là thù, sau là bạn, chuyện bình thường. Bỏ qua đi. Đúng đó, bây giờ anh em ngồi chung xuồng rồi, tráng làm cho xong vụ này đi. Anh Bảy, bây giờ thằng Sơn Khóa không còn nằm trong băng mình nữa, nó đã xin anh rút chân ra khỏi nhóm rồi, chắc chắn là nó không làm đâu. Sao lại không hả? Thằng Sơn Khóa nó còn nợ tao một mạng, tới lúc nó phải trả lại cho tao rồi. Anh hả? Coi hàng giùm em chút, em đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho cả nhà ăn nha. Anh sao ba Hiền, khỏe hẳn chưa? Anh Bảy muốn gặp mày á. Tao nói với mày rồi, tao không dấn thân vào giang hồ nữa. Mày đừng tới đây tìm tao, hãy để cho tôi yên, kể cả mày. Đừng lôi kéo tao nữa. Mày quên là mày đang nợ anh Bảy một mạng. Không đúng sao? Không, tôi không đột nhập vào nhà ai hết. Đừng nói chi là thuốc biên giới. Nè, làm gì mà mày nóng như vậy? Tao chưa nói hết mà. Công việc này mày quá quen rồi mà, mày làm là tốt nhất. Thật ra tao đang rất cần mày. Ông quên chuyện đó đi. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn dính vào những ví dụ làm ăn của ông nữa. Mày nghĩ sao vậy? Mày không muốn dính vào, nhưng từ lâu mày đã dính vô mấy cái chuyện này rồi. Những chuyện lúc trước nếu công an moi ra, đơn giản mày cũng ngồi tù vậy. Mày nên nhớ, mày còn nợ tao một mạng đó Sơn. Chắc chắn lần này mày phải làm cho tao. Mày đá à?
Ông đừng làm khó tôi nữa. Ông không thiếu những thằng đàn em giỏi, tại sao bắt buộc cho tôi đi? Mày đừng có nói nữa. Nếu như mày làm, mày sẽ có 500 chai. Mày có tiền lo cho gia đình của mày, và mày giải nghệ ngon lành và có số vốn làm ăn ok. Tôi không muốn bán mạng tôi nữa. Tôi đã có một gia đình, tôi không bán gia đình của tôi. Anh Bảy à, tôi muốn yên ổn và một cuộc sống bình thường. Anh làm ơn đi, anh làm ơn cho tôi xin đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Mày nói bán mạng khó nghe quá. Đơn giản quá mà, mày chỉ cần giúp tao đột nhập vô nhà thằng Liên Khẹt thôi. Mọi chuyện khác tao lo, ok? Tôi đã nói rồi là tôi không làm. Mà Liên Khẹt là ai? Tại sao bắt tôi đột nhập vào nhà nó? Tại sao là tôi chứ hả? Ok, tao sẽ nói cho mày biết luôn. Đơn giản tao bị cướp hàng. Thằng nào dám cướp hàng của mày đá chứ? Thằng chó Liên Khẹt, nó là mafia ở biên giới. Nhất định tao phải lấy lại hàng của tao. Hàng gì? Đơn giản đá quý thôi, gần 100 tỷ. Nếu như tao dùng chủ lực, tao sẽ đụng tới công an, liên lụy rất nhiều anh em. Còn mày, mày đột nhập vô bằng cách bẻ khóa, che lắp hàng rào điện tử an ninh, đâu có gì đâu là ồn ào. Mà anh em cũng không cần phải bắn giết nhau. Nếu như lần này thành công, mày muốn cái gì tao cũng sẽ đáp ứng. Nó cướp hàng của tao, mày hiểu chưa? Tao đâu phải tao kêu mày đi ăn cướp đâu, mà mày trả cái mạng mày lại cho tao. Đơn giản bằng cách lọt vô nhà thằng Liên Khẹt, lấy hàng lại cho tao thôi mà. Nếu như trễ quá nó mà tẩu tán, không phải là một mình tao chết, mà còn ông Năm Xe Ben chết nữa kìa. Tao và ông Năm Xe Ben, tất cả mọi vốn liếng đã dồn hết vào cái vụ này, cho nên tao mới cần tới mày. Nếu dính vô gia đình của Thu thì tôi càng không làm. Lúc trước mày đã từng nói với tao như thế nào? Mày là bạn thân của con Thu. Chú Năm mày gặp nạn thì mày phải cứu chú Năm mày chứ, đúng không Sơn? Ổng mà mất hàng đợt này, ổng chết chắc, con Thu cũng ra đường mà ở thôi. Tôi không muốn làm gì liên quan tới gia đình của Thu. Tôi tuyệt đối không làm trong phi vụ lần này. Con mẹ mày! Má! Ông muốn lấy mạng của tôi, ông lấy đi. Còn nếu như ông không ra tay thì tôi sẽ bước ra khỏi đây, và coi như ông đã tha cho tôi. Mày nghĩ tao lấy mạng của mày làm cái gì? Tao sẽ trở thành kẻ sát nhân rồi tao sẽ ở tù. Tao nói cho mày biết, có nhiều cách tao buộc mày phải trả cái mạng chó mày lại cho tao. Mày biết tao có thể làm gì mà. Đưa tôi nói vô đây. Nhưng thằng người nhà tao ra. Không, thả ra, đừng làm như vậy mà. Mày không được làm như vậy mà. Mày mà không làm theo yêu cầu của tao, đứng im đi. Mày biết tao làm gì với gia đình của mày rồi chứ? Hả? Không. Hổ. Dạ. Tao tặng con vợ nó cho mày đó Hổ. Không. Cảm ơn đại ca. Không được làm vậy. Không được. Anh Bảy. Ủa? Tao tặng con chị nó cho mày đó. Dạ, cảm ơn đại ca. Mày cái gì thoải mái đi. Tha ra. Không được làm gì vậy. Tha gia đình tao ra đi. Tha tao ra. Tha ra. Để sợ mày bây giờ đó. Tha ra. Buông ra.
suy nghĩ kỹ đi. Tao chỉ muốn lấy lại hàng của tao thôi mà. Mày không giúp tao là mày ép tao đó Sơn. Trong cuộc chơi đâu phải ai muốn dừng là dừng được. Đâu phải tao vô duyên vô cớ để tìm mày giúp tao trong cái chuyện này. Chỉ cần mày lọt vô nhà thằng Liên Khẹt, vậy là xong. Hàng về tới tay của tao, coi như mày hoàn thành nhiệm vụ. Ân oán giữa tao với mày sẽ chấm dứt. Ông nói thật cho tôi biết là hàng gì? Ok, tao cũng chả giấu gì mày luôn. Là heroin, 100 bánh heroin đó. Mày cũng biết rồi đó, tao chỉ thua cái chuyện mở cái xác thôi. Mà cái chuyện đó nằm trong tầm tay của mày, đâu có ai qua được mày. Cho nên tao mới tìm mày. Chứ thực ra tao cũng muốn cho mày gác kiếm chứ. Bây giờ mày cứ việc đi theo đàn em của tao. Chuyện của mày là mở cái xác, còn tất cả mọi chuyện còn lại đàn em tao sẽ lo. Ok. Tôi không làm. Chuyện buôn bán heroin như vậy là phạm pháp, tôi không làm. Mày ngu quá, mày nghĩ mày cướp cổ giết người là không phạm pháp hay sao? Bàn tay của mày đã nhuốm máu hết rồi. Một cú này nữa thôi Sơn, mày sẽ có tiền nuôi cả nhà của mày. Mày ăn ba đời cũng không hết nữa. Tao biết, tao biết mày là một thằng làm ăn có kế hoạch đàng hoàng. Yên tâm đi, tao đã chuẩn bị hết cho mày rồi. Nè, đây là những hình ảnh thu thập được từ căn biệt thự đó. Nghiên cứu trước đi, rồi hãy hành động. Hả? Nếu như mày biết điều làm cho tao, kết cục của mày rất là tốt. Bằng không, không chỉ mày mà cả gia đình của mày không yên với tao đâu Sơn à. Tôi cảnh cáo ông, ông không được làm hại họ. Nếu như mày làm vụ này xong, tao sẽ cho mày 1 tỷ để cho mày gác kiếm. Không bao giờ tao nhắc tới cái tên Sơn Khóa của mày nữa. Cho mày biến mất khỏi giang hồ. Còn không, ngày này năm sau sẽ là giỗ của cả gia đình dòng họ của mày. Được, cho tôi 3 ngày suy nghĩ được không? Không. 2 ngày thôi. Tao cho mày một thời hạn là 2 ngày. Sau 2 ngày, mạng của mày, gia đình của mày sẽ thuộc về tao đó. Vũ, ba mày sao rồi? Mày lo xong chưa? Mày cứ lo chuyện của mày trước đi. Vũ à, tao luôn coi mày là bạn. Mày đừng ra tay tàn nhẫn nữa. Mày đang dạy đời tao đó hả? Tao nói cho mày biết, tao đang có số ở trong nhóm này, không thua gì mày đâu. Sao mày nghĩ chuyện hơn thua với tao hả Vũ? Số phận tao với mày không biết kết thúc như thế nào. Mày hãy dừng tay lại đi. Những người mày ra tay chém, họ đều vô tội. Tao đọc báo và tao biết đó là mày làm. Họ không hề có ân oán hay hận thù gì với mày. Mày nói hay lắm, nhưng mày cũng là thằng ăn cướp. Tao cũng vậy. Tao với mày giống nhau. Tao với mày cùng xài tiền trộm cướp. Nhưng tao không máu lạnh như mày. Mà máu lạnh là loại rắn ác độc nhất. Tao không hiểu sao mày có thể ngủ được. Dạ, em nghe đây ca. Tiếp theo, mày tập trung anh em lại. Nhớ theo dõi thằng Liên Khẹt 24/24 cho tao. 2 ngày nữa thằng Sơn nó mới trả lời. Dạ.
Anh Bảy, bây giờ sao anh Bảy? Thằng Vũ đâu? Nó đang ở ngoài kìa anh. Tao có một kế hoạch như thế này. Hai thằng bay phải làm thật chính xác và phải làm nhanh lên. Thằng Liên Khẹt nó không đợi mình lâu đâu. Dạ. Dạ. Qua đây. Alo, tôi nghe. Xin lỗi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Mười không? Đúng rồi, sao anh? Ba của anh bị đột quỵ, chắc không qua khỏi. Tôi báo anh biết để vào bệnh viện cấp. Cái gì? Thơm ơi, Thơm. Anh về rồi hả? Ừ. Có chuyện gì vậy anh? Chuyện gì vậy anh? Anh sẽ giữ em thật chặt ở bên mình. Anh sẽ không bao giờ để mất em. Hôm nay á, em có nấu mấy món mà anh thích đó. Có thịt kho tàu nè, rồi rau muống xào tỏi nữa. Anh vô tắm rồi ra em dọn cơm cho anh ăn nha. Chị Ba đang bán ngoài chợ á, chị nói chút nữa chị sẽ đón thêm dừa với lại bưởi về rồi đi vô thăm má luôn. Hai đứa mình ăn cơm xong rồi vô thăm anh hai ha. Anh hai bữa nay thấy người khỏe hơn không? Khỏe khỏe ghê. Má, má, má đâu? Má nè, nè, cái lưng, cái lưng. Ơ, má đã phẫu thuật được rồi, bây giờ má cũng đang tập đi lại, sắp khỏe rồi đó anh. Đi lễ, đi qua đi lễ, đi qua đi lễ. Ủa, Dừa, con anh đâu? Con Dừa hả? Nó vẫn khỏe mạnh, nó ngoan lắm anh, học giỏi nữa. Anh yên tâm nha. Con Bưởi. À, con Dừa con Bưởi nó học trong một trường, trường đẹp lắm, to lớn lắm. Giỏi quá, vú sữa đâu? Ờ. Làm gì có, biết bộ. Anh hai ở trong này á, anh thấy có vẻ khá hơn nhiều, tinh thần không còn hoảng loạn như trước. Mình cứ thường xuyên vui chơi với anh hai như vậy, rồi anh hai ở đây cũng có bạn bè nữa, lúc buồn cũng có người chơi với ảnh. Anh chỉ sợ cực cho em thôi. Em đã lo việc nhà, ngoài chợ cũng đã mệt rồi. Hả? Được lo cho gia đình mình á là em vui nhất rồi. Em chỉ mong á rồi ai cũng khỏe lại để về nhà chung một gia đình. Lúc đó em mới có cơ hội chăm sóc tốt hơn cho mọi người. Tại anh không có ở nhà. Chứ lúc em mới xin chị Ba vô nhà anh làm á, anh hai ảnh hiền lắm. Rồi ảnh với em á hay nói chuyện này chuyện nọ. Dù là những câu nói không ai hiểu ai hết trơn á, nhưng mà em cũng có người tâm sự khi em buồn. Đúng không anh hai? Anh hai cũng hay vỗ tay như vậy á. Anh cảm ơn ông trời đã xui khiến em bước vào trong gia đình của anh. Cảm ơn em. Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em. Ngồi đi, đi chơi với bạn nha. Bạn chờ. Bạn chơi với, chơi với. Đối với anh, nhìn mọi người bình an như vậy là quá đủ rồi. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm thủ tục để mang xác ba tôi về. Chúng tôi rất tiếc vì ba anh bị đột quỵ lần này cấp cứu không kịp. Gần đây bệnh tình của ba anh đã trở nặng, bệnh viện của chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Nhưng tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm thủ tục để mang xác ba tôi về và an táng. Anh cứ lên phòng hành chánh làm thủ tục. Xin chia buồn cùng anh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vũ, mày đưa chú Mười vô bệnh viện tâm thần hả? Tao sẽ phụ mày lo đám tang cho chú Mười. Tao không cần lòng thương hại của mày. Mày đi về đi. Tao muốn ở một mình với ba tao. Sao mày nhẫn tâm quá vậy? Chú Mười, chú đâu có bị tâm thần. Mày nói chú đi lên Long Thành chơi với bà con mà, sao mày lại nhẫn tâm đưa ba mày vào đây hả? Mày không còn là con người sao Vũ? Hả Vũ? Mày đừng có nói nữa. Đây là chuyện của tao, chuyện của tao mà, để tao lo. Mày đừng có lải nhải nữa. Mày làm ơn đi, mày hãy để cho ba tao với tao được yên đi. Mày về đi Sơn. Hay là bây giờ mày cầm dao mày giết tao đi cho mày vừa lòng hả Sơn? Anh Vũ, anh bình tĩnh lại đã. Anh à, anh để cho anh Vũ một mình để anh bình tâm lại đi anh. Hai người đừng có gây nhau nữa. Anh Vũ, em xin chia buồn cùng anh. Mình về thôi anh. Bà ơi, con không có muốn vậy đâu bà. Con xin lỗi bà, con không có muốn như vậy. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Chết trong đời con ạ. Ba, ba. Và ngay cả con cũng vậy. Cái số của ba chết, không thấy được mặt đứa con trai của mình. Mỗi người một số phận. Ba không ngờ cái kết của cuộc đời ba lại là như vậy. Con có biết được, con không biết kết cục ngày mai của con ra sao không Vũ? Hả Vũ? Con nói đi, con có biết không Vũ? Nói đi, biết không? Hả? Ba ơi, ba, ai tha lỗi cho con đi ba. Con không có muốn như vậy đâu ba. Ba, 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 ba. Ba ơi, tôi không muốn gì vậy đâu ba. Ba ơi, ba chết rồi. Ba đừng có ám tôi với ba. Ba, tôi xin ba đó, ba đừng có ám tôi nha. Tôi không phải là người hại ba đâu ba. Ba, ba. Thằng Vũ á là cái thằng khốn nạn. Sao tự nhiên nó lại đưa chú Mười vô bệnh viện tâm thần chứ? Nhưng mà chú Mười á đâu có bị bệnh tâm thần đâu. Chú Mười chỉ có nóng tính hay là lỗi thôi. Bác sĩ có dặn á, bệnh mạch máu não của chú Mười á là không có suy nghĩ nhiều, không có được thức đêm. Tránh việc gây xúc động mạnh cho chú nữa. Tội nghiệp cho chú Mười quá. Mốt có sao không vậy? Em bị sao vậy? Em sao vậy? Có sao không? Có sao không em? Mốt có sao? Thôi em sao vậy? Thấy trong người sao? Sao vậy Mốt? Nè nè nè,
Sơn, dạ, đưa nó qua bác sĩ cho người ta khám đi con. Để đưa em vô khám, đi đi. Dạ. Con đi nghe má. Đi đi. Đi lẹ lẹ đi em. Má ơi, sao con Thơm á, nó bị ói giống như là bị ngén vậy má? Má cũng nghi vậy đó. Dạ. Anh chị đừng quá lo lắng, vợ của anh không có bị sao hết. Theo kết quả siêu âm này á, là cô ấy đang có thai, và cái thai này rất là khỏe. Xin chúc mừng anh chị. Vợ, vợ tôi có thai. Dạ đúng. Vợ tôi có thai thiệt sao? Thiệt. Thơm, anh có con. Tôi có con rồi. Anh được làm cha rồi. Cảm ơn bác sĩ. Nè, để em làm cho. Em ngồi đó, để anh làm. Ở dưới quê có gì mà anh không làm đâu. Từ đây về sau, anh sẽ phục vụ cho em và con thật chu đáo. Cẩn thận anh. Rồi. À, dạ. Anh hỏi bác sĩ rồi, mấy cái món này rất tốt cho em và con của mình đó. Em ăn nhiều vô nha. Nè, ăn thử coi, hôm nay ông xã của em nấu có ngon không? Công tình anh nấu từ trưa tới giờ, tất nhiên là phải ngon rồi. Mà ngon nhất á là ở tấm lòng của anh á. Anh làm cho em thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc không? Ăn thêm một miếng nữa. Anh muốn có một cuộc sống thật bình thường, bên em và con, bên chị Ba Lành, bên má và bên các cháu. Chỉ cần em hạnh phúc ngày nào là anh vui ngày đó. Anh được chăm lo cho em ngày nào là ông trời thương anh lắm rồi. Nè, anh ăn đi. Chỉ cần có câu nói này của anh là em vui lắm rồi. Khổ cực bao nhiêu em cũng chịu hết. Anh đừng vì ham tiền, đừng vì quá khứ lôi kéo mà anh bước chân lại vào chốn giang hồ. Nguy hiểm lắm đó anh. Và không biết được tương lai gia đình mình sẽ về đâu hết. Còn em, em không cần gì khác nữa đâu. Sau này anh sẽ đưa cả nhà mình đến một nơi nào khác để lập nghiệp. Anh muốn cách xa thế giới giang hồ Sài Gòn, và anh sẽ làm lại từ đầu. Nè, ăn nhiều vô đi. Ăn cho nhiều rau nè. Ăn thêm thịt bò nữa nè. Bây giờ em ăn không phải ăn riêng cho em, mà ăn cho con của mình nữa đó. Em cảm ơn ông trời đã thương em, cho anh làm chồng của em. Em đúng là rất may mắn mới có anh bên cạnh như vậy. Nếu vậy, ăn nhiều vô đi. Nè, cho em ăn hết thịt bò luôn đó. Rồi sẽ có một ngày anh có thể không về nữa, không được chăm lo cho em, và không được chăm lo cho con của chúng ta. Khi đó em sẽ hận anh. Anh hối hận với tất cả những điều mình đã làm. Khi nhận ra thì sự nguy hiểm đã cận kề, không kịp sửa sai nữa rồi. Những cái sai sẽ sửa được, nhưng những cái sai của anh không bao giờ sửa được. Anh sắp từ giã em và từ giã cái gia đình này. Anh sao vậy? Anh ăn đi. Không có gì, anh bị mắc nghẹn. Theo tình hình mà thời gian qua, thì những bằng chứng cho thấy Bảy Đá có thể là người đầu sỏ trong các phi vụ làm ăn của mình. Đàn em của hắn rất là đông, nhưng ẩn mình kỹ trong các khu trọ mà chính tay chân của Bảy Đá đã nuôi. Và chủ yếu chúng làm công nhân ở xưởng gỗ dưới sự quản lý của Hổ và Lửa. Chắc chắn đây không phải là những mối quan hệ bình thường. Những tên này đều là những tay anh chị trong giang hồ, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng để chúng ta bắt được bọn chúng. Chúng dùng tay chân người khác để thực hiện hành vi phạm pháp của mình. Những tên này làm việc rất là cẩn trọng và có lên kế hoạch trước, kể cả những việc xóa đi dấu vết để qua mặt cơ quan điều tra. Đúng vậy. Trong khi đó, những vụ cướp của giả mang vẫn liên tục xảy ra, nhưng vẫn không tìm ra được manh mối.
vì đã được thực hiện một cách nhanh chóng và có tính toán, không có ai phát hiện được. Chỉ cùng một kiểu chặn đường, chém trước rồi cướp sau. Và tất cả nhận dạng của nạn nhân cung cấp thì có chiều cao và nhân dạng giống tên Vũ trong nhóm Bảy Đá. Tên của hắn là Trần Văn Vũ, bạn cùng quê của Sơn Khóa như tôi đã từng trình bày. Đặc biệt là sau nhiều ngày chúng tôi quan sát thì Vũ thuận cả hai tay, nhưng mà sử dụng tay trái nhiều hơn. Tài Miếu Nổi bị thương nặng là do cú đập mạnh của một người thuận tay trái. Kẻ cắt cổ nạn nhân ở Hóc Môn cũng là người thuận tay trái. Vũ ở trong khách sạn với một cô gái tên Lam, từng là gái bán hoa, nhưng mấy hôm nay không thấy cô ta đâu. Vũ được Bảy Đá cho về chỗ A Lũ tá túc, theo phán đoán của tôi là có ý đồ. Chúng không đăng ký tạm trú nên chúng ta không thu thập được thông tin chính xác những kẻ nhập cư. Vấn đề là xưởng gỗ mà Sơn Khóa ở trước kia và nhà trọ của ông Chính đều nằm trong tay của Bảy Đá. Chắc chắn đây là một tổ chức rộng lớn, chúng ta cần phải theo dõi nhiều hơn. Dạ. Dạ, báo cáo trung tá, có thông tin khẩn từ lãnh đạo ạ. Cảm ơn đồng chí. Dạ. Lãnh đạo đã có thông tin khẩn. Bên công an nước bạn Campuchia vừa mới bắt được một đường dây buôn lậu và đã gửi cho chúng ta thông tin. Ông Trần Văn Trọng, nguyên là trưởng ban bộ phận xét duyệt kiểm tra cửa khẩu, có bằng chứng buôn lậu. Vào đêm 20 tháng 9 có đem về 100 bánh heroin, nhưng bị mafia liên kẹt cho bọn đàn em cướp đi. Chúng ta đã được lệnh phối hợp chặt chẽ với công an địa phương, bắt ngay ông Trọng về cơ quan điều tra, không để ông ta kịp thời có thời gian tẩu thoát. Yêu cầu anh đứng lại. Đây là nhà của tôi, có chuyện gì vậy mấy anh? Ba, cái gì vậy ba? Cho hỏi anh là ai? Nó là Quấn, con trai của tôi. Đây là lệnh khám xét và lệnh bắt khẩn cấp. Ba tôi tội gì trong lệnh bắt? Tại sao mấy anh lại bắt tôi? Anh đọc đi. Quấn à, con đừng cản trở mấy công an đang làm nhiệm vụ. Ba là kẻ có tội, tội của ba nặng lắm. Tội đã buôn lậu đá quý qua biên giới. Ba đã vận chuyển heroin đó con à. Ba nói cái gì? Ba vận chuyển heroin hả? Ừ. Trời ơi, vận chuyển heroin là tử hình đó ba biết không? Ba anh đã ký vào biên bản rồi. Tạm thời cơ quan pháp luật sẽ niêm phong nhà của anh và tất cả những thứ liên quan đến ba anh để phục vụ cho công tác điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, anh cũng phải có trách nhiệm cung cấp tất cả những thứ liên quan đến ba anh để chúng tôi điều tra. Đây là vụ án hết sức phức tạp, mong anh hãy hợp tác. Các đồng chí, cộng tay nghi phạm và đưa đi. Rõ. Ba, ba, ba làm cái gì vậy ba? Ngày nào con cũng đến đây tập cho má đi như vậy, mất công con quá. Con còn phải đi buôn bán nữa. Cứ để má ở đây, có y tá lo được rồi. Người ta lo sao bằng mình lo hả má? Ngoài chợ thì có con Thơm nó phụ con bán rồi. Tranh thủ con vô đây dẫn má đi dạo. Má khỏe mà con cũng cảm thấy vui nữa. Ừ, bây giờ má bệnh vậy rồi. Con nói sao má nghe vậy? Má cứ nói vậy. Bác sĩ nói á, bệnh của má đang tiến triển rất là tốt, chắc là nay mai xuất viện được rồi đó má. Ừ. Ba lành à, con đã khổ cả cuộc đời con gái của con rồi. Đã đến lúc con cũng phải có một chỗ dựa vững chắc. Má sẽ thấy mãn nguyện khi thấy con có nơi có chốn, có người thương con. Đừng có ở như vậy hoài.
Tìm được người đàn ông tốt cho mình thì có gì sai đâu con. Cô ba. Má, mình đi vô đi má. Có chuyện gì mà mày phải tránh mặt vậy? Dạ, thầy giáo của con Dừa với con Bưởi đó má. Thầy hay đến nhà dạy thêm cho hai đứa nhỏ như con nói với má đó. Mà sao mày phải tránh mặt? Trời đất, làm gì đổ mồ hôi dữ vậy nè? Dạ, trời nóng quá nên con đổ mồ hôi đó má. Dạ, con chào bác ạ. Chào thầy. Cô ba. Dạ. Dạ, bác thấy khỏe hơn chưa bác? Cảm ơn thầy, tôi cũng khỏe rồi. Nghe nói thầy dạy học cho tụi nhỏ hả? Dạ. Thiệt tình là cảm ơn thầy nhiều nghe. Thời buổi này mà có mấy ai có được lòng tốt như thầy. Dạ, chuyện đó có gì đâu mà bác phải cảm ơn con. Hôm nay con vào đây để thăm bác. Con chúc bác mau chóng bình phục à. Dạ, con gửi bác. Trời ơi, ba Lạnh. Dạ. Nhận đi con. Dạ. Cảm ơn thầy nha. Dạ. Thôi, con cho má vô trỏng nằm nghỉ đi. Bữa nay tập dậy đủ rồi. Dạ thôi, bác để con. Dạ, mình đi bác. Cảm ơn thầy. Dạ, không có gì đâu bác. Sao lâu rồi cô ba không tới nhà tôi chơi? Không biết là tôi có làm gì cho cô ba phật ý không? Thầy Thành à, thật ra tôi không có xứng đáng với thầy đâu. Còn nhiều người phụ nữ khác tốt hơn tôi. Thầy đừng có bận tâm về tôi nữa. Khi nào tôi sắp xếp công việc xong, tôi sẽ qua nhà trò chuyện với bác gái. Cô ba, tôi thương cô ba thật lòng mà. Tôi sẽ chứng minh cho cô ba thấy tình cảm thật sự của tôi. Cô ba đừng trách mặt tôi nữa nha cô ba. Thầy đừng có làm vậy, tội tôi mà. Tôi không biết là bây giờ tôi phải làm gì để cô ba tin tôi nữa. Cô ba nói đi, tôi sẵn sàng làm bất cứ mọi việc. Tôi thương cô ba thật lòng mà. Tôi muốn chăm sóc lo lắng cho cô ba. Tôi đâu có dám đòi hỏi thầy phải làm gì cho tôi. Hoàn cảnh của tôi và thầy khác xa lắm. Tôi thì ít học, thầy là một nhà giáo. Được thầy quan tâm tới gia đình tôi như vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi. Nhà tôi nghèo lắm thầy ơi. Cô ba, chuyện tình cảm mà, sao cô ba lại nói chuyện giàu nghèo ở đây? Tôi thương cô ba thật lòng mà. Tôi có món quà này tặng cô, mong cô ba nhận cho. Thật sự thì tôi không có biết mua đồ cho phụ nữ, nên cô ba đừng có cười chê nha. Cô ba mở ra coi đi. Tôi rất muốn cùng cô ba sống những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ bên nhau, rồi mình cùng chăm lo gia đình của mình. Thầy có nghĩ khi thầy đến với tôi thì tôi và gia đình tôi sẽ là gánh nặng cho thầy không? Sao cô ba lại nghĩ như vậy chứ? Tôi lại còn sợ cô ba hiểu lầm là cô ba phải chăm sóc cho mẹ tôi nữa. Cô ba biết không, tình cảm chân thành là mình yêu nhau thật lòng, rồi cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Tôi thương cô ba vì cô ba không giống như những người phụ nữ khác mà tôi đã từng biết. Ở bên cạnh cô ba, tôi thấy mình có nhiều cảm xúc lắm. Tôi thấy bình an lắm. Thầy đừng có nói như vậy, tôi ngại lắm. Tôi rất khâm phục cô ba vì cô ba rất hiếu thảo.
và là người phụ nữ đảm đang, tảo tần lo cho gia đình. Thời buổi này không phải người phụ nữ nào cũng làm được cho cô ba đâu. Cô ba đừng trách mặt tôi nữa nha. Thu à, má này con. Mở cửa cho má đi con. Dạ. Dạ má. Nè, vô ăn sáng đi con. Con, đừng có nhốt mình trong phòng như vậy nữa. Bây giờ sao? Có chuyện gì nói cho má biết đi con. Má à. Nếu một ngày nào đó ba làm sai việc gì má biết được, má phải làm sao? Thì cũng tùy chuyện con à. Như ba con á, lúc trẻ thích bay nhảy, nhưng mà từ khi có con á, ba chưa làm điều gì sai trái cho má buồn hết á. Còn nói chuyện khác, không phải là chuyện này. Ý con là... Nè, sao hôm nay con lại hỏi má như vậy? Mà cái gì mà con ấp a ấp úng vậy? Có phải ba con làm chuyện gì cho má buồn mà con biết đúng không? Má nè, má có biết chuyện làm ăn của ba con không? Từ xưa tới giờ ba con có nguyên tắc là không ai được xen vào chuyện làm ăn của ba con hết á. Tại sao chứ? Vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau chứ má. Thì ban đầu má cũng nghĩ như con vậy đó. Nhưng mà ba con nói đàn bà yếu đuối, với lại cái tật hay tính toán chi ly, cho nên không làm chuyện lớn được. Với lại hay vui miệng, nói chuyện làm ăn cho bên ngoài nghe không có tốt. Nhưng má có biết ba làm gì bấy lâu nay không? Sao con hỏi kỳ lạ vậy? Thì ba con kinh doanh xe chở hàng mà. Rồi à, ba con lên đây mua thêm hàng hóa đem về dưới quê bán kiếm lời, cho nên á, ba con mới mua hai căn nhà ở trên này với dưới quê để cho tiện việc làm ăn đó mà. Má thật sự không biết ba buôn bán như thế nào, rồi mối quan hệ bạn bè ra sao hả? Nè, con hỏi má sao giống như công an quá vậy? Có chuyện gì? Má thấy nha, dạo này con kỳ lắm đó. Mà nè, chuyện tình cảm giữa con với Quấn á, giờ sao rồi? Má thấy Quấn á, là một thanh niên tốt, có học thức, có trình độ, có văn hóa. Còn ông Trọng, ba của Quấn á, lại là người có quyền lực, có nhiều mối quan hệ làm ăn lớn. Nhưng mà cái quan trọng á, là má thấy thằng Quấn nó thương con thật lòng. Con à, không ai đeo đuổi mình suốt đời đâu con. Anh Huấn, anh thương con, điều đó con biết. Nhưng mà con chưa nghĩ tới chuyện yêu đương. Con còn nhiều việc phải phấn đấu lắm. Làm một phóng viên, con đi đây đi đó, lỡ có người yêu mà người yêu con không thông cảm á, thì cuộc sống sẽ buồn lắm. Với lại sống mà không làm được việc mình thích thì chán lắm má. Con á, thì bây giờ đang thích việc của con làm. Thôi được rồi, tùy con quyết định đi. Nhưng mà bây giờ ăn sáng đi. Em nghe nè anh. Thu hả? Ba anh vừa bị cơ quan công an điều tra bắt rồi. Sao lại bắt ba anh? Ba anh mang tội danh buôn lậu và vận chuyển hàng trái phép qua biên giới. Mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn khi cơ quan điều tra thẩm vấn ba anh. Thôi, anh thông báo để em hay, nhà anh bị niêm phong rồi. Tất cả tài sản của ba anh đều bị phong tỏa và niêm phong. Vậy anh sẽ ở đâu? Tạm thời anh dọn đồ qua công ty anh ở. Anh sẽ vô cơ quan điều tra tìm hiểu rõ ràng những chuyện làm của ba anh. Thôi, anh bảo em biết vậy nha. Dạ. À, em thông báo chuyện này cho ba em biết giùm anh nha. Dạ, em biết rồi. Mẹ tụi bay, tụi bay làm ăn cái gì vậy hả? Tại sao tụi bay lại để xảy ra cái chuyện như vậy? Công an bên Campuchia bắt được đường dây buôn lậu đá quý
họ khai ra là tên ông Trọng. Cái gì? Nó còn khai tên ai nữa không? Nè, tao không cần biết tụi bay bằng cách nào. Phải bịt ngay cái miệng thằng cha Trọng lại. Tụi bay nhớ cho kỹ, tụi bay tuyệt đối không được để tên tao lọt vô danh sách tình nghi của công an. Tụi bay hiểu chưa? Nếu cái vụ này mà không xong á, tụi bay sẽ dựa cột chung với tao, nghe chưa? Cái tụ bán heroin là nặng lắm, tụi bay hiểu chưa? Ba, con biết tất cả chuyện làm ăn của ba. Ba đi ra đầu thú đi ba, vẫn còn kịp đó. Chú Trọng vừa bị công an bắt rồi, anh Huấn vừa cho con hay kìa. Con là con nít, con biết gì mà đứng đó lung tung. Đi ra ngoài đi. Đi. Ba, ba buôn bán cả heroin đó ba, con biết hết rồi ba. Bây giờ ba có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là đang lún sâu vào hố bùn thôi. Con xin bà, ba đi đầu thú đi ba. Heroin là tử hình đó. Con im ngay cho ba. Ba đã nói chuyện của ba, ba không cần cũng phải xen vô. Đi ra cho ba. Đi ra ngoài. Từ nay ba cấm con. Ba cấm con không được qua lại với thằng Quân. Và đừng bao giờ bước chân vô cái nhà đó nữa, nghe chưa? Để rồi tới lúc con chết, con sẽ không biết tại sao mà con chết. Ba, ba nghe con nói đi mà. Ba đi đầu thú đi ba. Ba nói con đi ra, ba đang rối lắm rồi. Má, tại sao vậy hả ông? Tại sao bao nhiêu năm qua ông giấu tôi làm ăn phi pháp? Ông có biết tội buôn bán ma túy hay rồi nó nặng như thế nào không ông? Để tồn tại trong cái căn nhà này, tồn tại trong cuộc sống giàu sang, tiền bạc của cả làm gì để ông làm chuyện chết người vậy hả ông? Đừng cố chấp nữa ông mà. Ông nghe lời con đi ông. Đi đầu thú đi ông. Biết đâu ông còn nhận được sự khoan hồng. Nếu ông còn cố chấp như vậy, ông biết mọi sự càng tệ hơn biết không ông? Tôi nói bà im. Hai má con bà đi ra ngoài cho tôi. Tôi đang rối tung lên đây nè. Đầu thú cái gì? Thằng Năm xe Ben này làm sao mà dễ dàng đầu hàng như vậy được? Đi, đi hết, má con đi cho tôi. Tôi đã rối lắm đi nè. Ông cứ như vậy hoài là ông sẽ chết, ông biết không? Ông Trọng ông bị công an bắt rồi. Bây giờ ông để công an tới đây còng đầu ông, như vậy ông mới chịu hả? Tôi xin ông, ông đi đầu thú đi ông, để còn nhận được sự khoan hồng. Nếu ông cứ trốn tránh như vậy là tội ông nặng lắm, ông biết không? Con biết không ngờ cho đến ngày hôm nay con mới biết được tất cả những gì ba có. Nhà cửa, địa vị, tiền bạc đều do ba phạm pháp mà có được. Con không cần những đồng tiền dơ bẩn đó, ba hiểu không? Con quá thất vọng về ba, con quá thất vọng về ba. Mày im đi. Tôi xin ông mà, đi đầu thú đi ông ơi. Ông đi đầu thú đi, đừng có bỏ má con tôi mà. Ông ơi, ba ơi là ba, ba đang làm cái gì vậy? Tại sao ba lại làm như vậy chứ? Ba có biết là tội lỗi của ba nó sẽ là tử hình không? Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ra đầu thú. Bà phải ra đầu thú thôi. Chắc chắn pháp luật sẽ khoan hồng mà. Thank you.
Alo, chị nghe em. Chị Trinh ơi, chị ơi, chị giúp em với. Ba em với chú Trọng. Em bình tĩnh đi, chị có thể đoán được sự việc mà em nói. Em nên khuyên ba em ra đầu thú, vì ông Trọng đã khai ra tất cả rồi, và cơ quan điều tra cũng đang lấy lời khai. Ba em đầu thú chứng tỏ ba em biết lỗi và có suy nghĩ là hối cải tội lỗi của mình. Chị chờ ba em. Dạ. Ba ơi, bây giờ con với ba biết phải làm sao đây? Tôi đã khai hết sự thật. Thực chất là vốn liếng các chuyến hàng đá quý đều là của ông Năm và Bảy Đá. Tôi chỉ là người vận chuyển qua biên giới giao cho người ta, và tôi lấy tiền công từ chỗ ông Năm. Ngoài đá quý ra, ông còn vận chuyển gì nữa không? Dạ không. Vậy chuyến hàng ma tí vừa rồi cơ quan công an chúng tôi bắt được thì sao? Dạ, dạ thật sự thì tôi bị họ ép, thằng Bảy Đá với lại ông Năm xe ben ép buộc tôi phải vận chuyển hàng ma túy cho họ. Nếu mà tôi không vận chuyển á thì họ sẽ hãm hại gia đình tôi, và đồng thời đưa ra những cái chứng cứ mà trước đây tôi đã buôn lậu đá quý cho cơ quan pháp luật. Chính vì điều đó cho nên buộc lòng tôi phải làm như vậy. Ông có cam đoan những lời ông khai là đúng sự thật hay không? Dạ, tôi xin chịu trách nhiệm trước những lời khai của mình, và tôi cũng xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những chuyện mà mình đã làm.